Xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài số 2, kiến trúc phần cứng của PIC 18F4520. Lập trình ghi đọc trên các cổng chân vào ra đa năng GPIO. Bài học này gồm có 4 tiết, trong đó có 2 tiết học trực tuyến và 2 tiết học trực tiếp. Trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay, các em cần nhớ và hiểu khái quát về vi điều khiển PIC 18F4520, các chế độ hoạt động của mạch reset, các chế độ hoạt động của bộ tạo dao động, nắm được các cổng GPIO và các thanh ghi liên quan. Sau khi chúng ta tìm hiểu xong các cái cấu trúc phần cứng thì chúng ta sẽ tiến hành đi lập trình và mô phỏng ghi đọc theo byte và theo bit trên các chân GPIO. Sau khi học xong bài học này, các em cần vận dụng các kiến thức để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, xem video clip và viết lại các chương trình và mô phỏng lại hoạt động ghi đọc dữ liệu. Thì đối với việc khi chúng ta đi lập trình cho vi điều khiển, chúng ta cần phải phân tích kiến trúc phần cứng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đi lập trình theo cái phần cứng chúng ta đã phân tích. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu khái quát về vi điều khiển PIC 18F4520. Để nắm rõ được về vi điều khiển PIC 18F4520 ấy, thì chúng ta cần phải đi đọc một cái tài liệu của hãng sản xuất người ta cung cấp, đó là tài liệu có tên là datasheet. Trong tài liệu này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái sơ đồ khối của vi điều khiển. Trên hình các em đang nhìn thấy đây chính là sơ đồ khối của vi điều khiển PIC 18F4520. Trong sơ đồ khối này thì gồm có các thành phần, thì các thành phần nó bao gồm có CPU, gồm các khối như ALU, các thanh ghi FSR, BSR, các thanh ghi dùng để đếm chương trình PCU và các ngăn xếp. Khối tiếp theo đó là khối bộ nhớ. Vi điều khiển thì nó có 3 loại bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ EEPROM. Một vi điều khiển muốn hoạt động được thì cần phải có khối tạo dao động. Khối tạo dao động thì được thiết lập dựa trên chân OSC1, OSC2 hoặc chân T1 OSI hoặc T1 OSO hoặc sử dụng dao động nội ở bên trong vi điều khiển. Khối tiếp theo đó là khối mạch reset, khối các chân vào ra dữ liệu. Đối với vi điều khiển PIC 18F4520 đây gồm có 5 port A, B, C, D và E. Khối timer, khối PWM, khối ADC và khối giao tiếp truyền thông nối tiếp USART và MSSP. Trong đó, module USART thì dùng để giao tiếp truyền thông nối tiếp với vi điều khiển hoặc với máy vi tính. Module MSSP dùng để giao tiếp theo chuẩn SPI hoặc EIC. Khối nguồn, đối với các dòng vi điều khiển được cấu tạo bởi chuẩn C1 thì sẽ có chân dương nguồn là VDD và chân âm nguồn là VSF. Như vậy, nhìn vào một phần cứng của vi điều khiển thì chúng ta sẽ nhìn thấy các khối như thầy đã liệt kê. Để một vi điều khiển có thể hoạt động được thì chúng ta cần phải thiết lập tối thiểu những khối như thế nào. Để một vi điều khiển hoạt động được thì cần phải ghép nối các khối. Thứ nhất là khối mạch reset. Thứ hai là khối tạo dao động. Và thứ ba là cấp nguồn cho vi điều khiển. Vi điều khiển PIC 18F4520 sử dụng dương nguồn 5V và âm nguồn là 0V. Như vậy, có hai hoạt động chính ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong cái sơ đồ khối của vi điều khiển PIC 18F4520 này. Đó là khối mạch reset và khối mạch tạo dao động. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về khối reset. Để tìm hiểu về khối mạch reset thì chúng ta sẽ phải đọc datasheet hình 4.1 trang số 41. Đối với hoạt động reset của vi điều khiển PIC 18F4520 thì nó có 8 chế độ hoạt động. Thứ nhất là reset bằng lệnh. Thứ hai là reset do đầy ngăn xếp hoặc do rỗng ngăn xếp. Thứ ba là reset từ chân MCLR. Thứ tư là reset bằng bộ watchdog timer. Thứ năm, reset do bật nguồn. Reset do sụt áp nguồn. Đấy là các chế độ reset
Thế chúng ta sử dụng chế độ nào? Thì thông thường trên thực tế chúng ta thường sử dụng cái chế độ là reset bằng nguồn, tức là reset khi bật nguồn và reset bằng cách tác động trên chân MCLR. Để thiết lập chế độ này ấy, thì ở trong cái đề cương thì gửi cho các bạn trình bày rất là rõ ràng. Ở đây thì tóm lược lại với các bạn và giới thiệu cho các bạn một cái mạch mà trên thực tế chúng ta thường hay dùng, đó là sử dụng reset từ chân MCLR và reset khi bật nguồn. Mạch điện gồm có 4 linh kiện: diode, điện trở, tụ điện và nút nhấn. Và muốn thiết lập reset bằng cách sử dụng chân MCLR và reset do nguồn thì chúng ta cần phải thiết lập câu lệnh MCLRE bằng 1. Tương ứng với việc là chúng ta phải cấu hình cho vi điều khiển bằng câu lệnh là. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về bộ tạo dao động. Bộ tạo dao động dùng để thiết lập dao động cho vi điều khiển. Tốc độ tối đa của vi điều khiển PIC18F4520 là 40 MHz. Để tìm hiểu bộ tạo dao động, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sơ đồ khối của bộ tạo dao động. Trong sơ đồ khối này sẽ cho chúng ta biết được các cách lấy nguồn xung từ bộ tạo động. Lấy nguồn xung từ bên ngoài hoặc lấy nguồn xung từ bên trong vi điều khiển. Lấy nguồn xung từ bên ngoài thì có hai cách. Cách thứ nhất là lấy nguồn xung từ chân OSC1, OSC2. Cách này thì thiết lập được các chế độ LP, XT, HS, RC, RCIO, EC, ECIO, HS, PLL. Hoặc lấy nguồn xung từ chân của bộ tham mưu 1, T1, OSO và T1, OSI. Cách thứ hai đó là lấy nguồn xung từ bộ tạo dao động nội. Thì nó có hai cách. Một cách là lấy từ tín hiệu có tần số là 8 MHz. Cách thứ hai là lấy nguồn xung với tần số là 31 kHz. Bộ tạo dao động có nhiều chế độ giống như với hoạt động reset. Thì trên thực tế khi chúng ta làm việc, chúng ta lựa chọn chế độ nào? Trên thực tế khi các bạn làm việc thì chúng ta sẽ lựa chọn lấy nguồn xung từ bộ tạo dao động ở bên ngoài đưa vào chân OSC1 và OSC2. Và chúng ta sẽ lựa chọn chế độ hoạt động, đó là chế độ HS. Muốn lựa chọn các cái chế độ hoạt động của bộ tạo dao động đối với điều khiển PIC18F4520, chúng ta cần phải thiết lập giá trị cho thanh ghi config 1H. Ở chế độ HS, thiết lập tụ thanh anh để tạo dao động. Khi chúng ta thiết lập tụ thanh anh ấy, thì với các cái giá trị khác nhau thì chúng ta sẽ thiết lập tụ điện C1 và C2 với cái giá trị tứ. Đây là mạch điện khi chúng ta làm việc trên thực tế, kết nối trực tiếp với vi điều khiển PIC qua chân OSC1, OSC2. Sử dụng thanh anh là 4 MHz thì hai tụ C1 và C2 sẽ có giá trị là 15 picofarad. Để lựa chọn bộ tạo dao động ở chế độ HS thì ngoài cái việc mà chúng ta thiết lập ở trên mạch này thì chúng ta cần phải cấu hình OSC bằng HS hay chúng ta sử dụng câu lệnh. Để một vi điều khiển hoạt động được thì chúng ta cần có khối reset, cần có bộ tạo dao động và cần cấp nguồn. Đây là một hình vẽ mạch điện sử dụng vi điều khiển PIC18F4520 với yêu cầu tối thiểu để vi điều khiển có thể hoạt động được, gồm có khối mạch reset, khối tạo dao động và cấp nguồn cho vi điều khiển. Như vậy, trong cái phần kiến trúc, phần cứng này, các em cần phải nắm được đối với một vi điều khiển PIC18F4520 khi chúng ta thiết lập để lập trình cho nó, để làm mạch thực tế, thì chúng ta cần phải có 3 khối cơ bản như trên hình. Và hình dạng thực tế đối với con vi điều khiển này từ cái sơ đồ khối chi tiết như vậy thì cái hình dạng thực tế nó như thế nào? Hình dạng thực tế đối với vi điều khiển này thì nó có 3 cái chuẩn. Chuẩn đóng vỏ dạng P-dip, hai hàng chân song song. Đó là cái hình vẽ vừa nãy thầy giới thiệu cho các bạn. Chuẩn thứ hai đó là chuẩn chân dán TQFP, 44 chân. Chuẩn đóng vỏ thứ ba
đó là chuẩn QFN, chuẩn chân gầm hay còn gọi là chip lọc với 4 bố chân. Đó là các nội dung liên quan đến hoạt động phần cứng của vi điều khiển PIC 18F4520. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải đi tìm hiểu về các cái chân vào ra đa năng GPIO. Đối với điều khiển PIC 18F4520 thì có 5 cổng GPIO hay còn gọi là 5 port. Port A từ chân RA0 đến RA7, port B từ chân RB0 đến RB7, port C từ chân RC0 đến RC7, port D từ chân RD0 đến RD7, và port E chỉ có 4 chân từ chân RE0 đến chân RE3. Đây là hình dạng vị trí các chân thực tế đối với vi điều khiển PIC 18F4520 theo chuẩn đóng vỏ PDIP, chuẩn chân cắm. Đây là một cái chuẩn rất thông dụng trên thị trường của chúng ta, và đây là một cái chuẩn mà các bạn có thể sử dụng dễ dàng trong cái quá trình chúng ta vừa mô phỏng và vừa thiết lập mạch thực tế. Ngoài các cái chân GPIO này với chức năng là vào ra dữ liệu, thì các em nhìn thấy ở trên hình các cái chân này nó còn là các cái chân đa hợp. Ví dụ như đối với chân RA0 thì ngoài cái chức năng là vào ra dữ liệu thì nó còn có chức năng là chân của đầu vào tương tự AN0. Hoặc là đối với chân port B, chân RB0 thì nó có chức năng là chân ngắt ngoài 0, hoặc còn có chức năng đó là đầu vào tương tự AN12. Trong khuôn khổ của cái bài học này ấy, thì chúng ta chỉ làm việc với các hoạt động vào ra liên quan đến GPIO. Để tìm hiểu chi tiết các cái chức năng khác của cái chân vào ra dữ liệu này, ví dụ như là ADC hoặc là ngắt, thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái bài học sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết bên trong của một chân GPIO có cấu tạo như thế nào. Đây là cấu tạo của một chân GPIO trong vi điều khiển PIC 18F4520. Nó gồm các cái thành phần linh kiện điện tử của cái môn học của các bạn học, đó là môn điện tử số, cùng các cổng trigger, các cổng 3 trạng thái, cổng AN. Muốn thiết lập chiều dữ liệu đưa ra bên ngoài thì chúng ta cần phải thiết lập các trạng thái giống như ở trên hình. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cần phải thiết lập thanh ghi cheat, VKR cheat và thanh ghi lát, hoặc thanh ghi port, VKR lát hoặc VKR port. Với các giá trị giống như trên hình các bạn đã nhìn thấy. Tương tự như vậy, để nhập dữ liệu hay là đưa dữ liệu chiều vào, chúng ta cần phải thiết lập RD cheat và RD port. Vậy khi chúng ta điều khiển một chân GPIO của PIC 18F4520 thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập những gì? Chúng ta sẽ cần phải thiết lập thanh ghi cheat để lựa chọn hướng dữ liệu, thiết lập thanh ghi port để xuất hoặc nhập dữ liệu, còn thanh ghi lát trong trường hợp này có vai trò dùng để chốt dữ liệu. Muốn thiết lập hướng dữ liệu là chiều ra thì chúng ta phải thiết lập bit tương ứng nằm trong thanh ghi cheat bằng 0. Ngược lại, muốn thiết lập chân GPIO có chiều vào thì chúng ta thiết lập bit tương ứng bằng 1.
Muốn xuất hoặc nhập dữ liệu thì chúng ta sử dụng thanh ghi port. Thanh ghi lab thì dùng để chốt dữ liệu. Như vậy, để điều khiển hoạt động vào ra dữ liệu, chúng ta cần thiết lập thanh ghi cheat và thanh ghi port. Ví dụ, nếu như ta muốn điều khiển port A thì chúng ta cần thiết lập cheat A và port A. Điều khiển port B thì cần thiết lập cheat B và port B. Để hiểu rõ hơn về hai thanh ghi này, chúng ta cùng nhau đi làm việc với ví dụ số 2. Thiết lập giá trị thanh ghi cheat B để chân RB3 có chiều vào dữ liệu, chân RB7 có chiều ra dữ liệu. Giả sử chân chiều vào là nút nhấn, chân chiều ra là led đơn như các em nhìn thấy ở trên hình. Để điều khiển led thì chúng ta cần phải thiết lập dữ liệu là chân chiều ra. Điều khiển nút nhấn thì chúng ta cần phải thiết lập dữ liệu là chân chiều vào. Tương ứng với việc ở đây là chúng ta điều khiển chân RB3 là chiều vào và chân RB7 là chiều ra, thì chúng ta sẽ phải thiết lập bit tương ứng làm trong thanh ghi cheat. Đối với cheat của chân RB3 thì chúng ta phải thiết lập bằng 1 để cho nó là chiều vào. Chân RB7 chúng ta sử dụng là chiều ra thì chúng ta thiết lập bằng 0. Như vậy, giá trị của thanh ghi cheat B lúc này chúng ta sẽ có 3 cách thiết lập. Chúng ta thiết lập theo dạng byte và biểu diễn theo dạng nhị phân. Thì chúng ta phân tích như thế nào thì chúng ta viết lại đúng như thế và thêm cấu trúc là 0B để biểu diễn dạng nhị phân theo byte. Hoặc chúng ta biểu diễn dạng hexa hoặc biểu diễn dạng thập phân. Tiếp theo, trạng thái khi chúng ta nhấn nút và khi chúng ta nhả thì nó là cái trạng thái mà điều khiển thiết lập cái bit Z của thanh ghi port. Nếu như chúng ta nhấn nút ấy, thì cái trạng thái này bằng 0. Còn nếu các bạn không nhấn thì trạng thái này bằng 1. Không nhấn nút ấy, thì bằng 1. Bởi vì có cái điện trở 10K treo kéo lên dương nguồn thì khi các bạn không nhấn nó bằng 1. Còn khi các bạn nhấn nút thì hai tiếp điểm của nút nhấn tiếp xúc, lúc này chân RB3 sẽ có trạng thái bằng 0. Tương tự như vậy, theo cách mắc led như thế này thì muốn điều khiển led sáng chúng ta sẽ phải xuất mức logic 1. Muốn điều khiển led tắt thì chúng ta sẽ phải xuất mức logic 0 ở chân RB7. Sau khi chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta sẽ cần phải viết chương trình. Thì thầy ví dụ cho các bạn các cái câu lệnh cơ bản khi chúng ta viết chương trình. Thứ nhất là viết chương trình khi thiết lập cheat theo byte. Giống như nãy chúng ta phân tích, bây giờ chúng ta viết lại câu lệnh. Tiếp theo, muốn điều khiển led tắt, chúng ta xuất dữ liệu theo kiểu byte thì ta viết cả port B. Hoặc điều khiển led sáng thì bit RB7 bằng 1 hoặc từ giá trị hexa bằng 0.80. Đấy là cách mà chúng ta thiết lập giá trị theo kiểu byte. Cách thứ hai, chúng ta thiết lập giá trị theo kiểu bit, tức là thiết lập từng bit một. Chân RB3 là chân chiều vào, chúng ta thiết lập cheat b bit s.cheat b3 bằng 1. Chân RB7 là chiều ra, chúng ta thiết lập cheat b bit s.rb7 bằng 0. Muốn điều khiển led sáng thì ta thiết lập bằng 1. Muốn điều khiển led tắt thì thiết lập bit RB7 bằng 0. Đó là những phân tích liên quan đến hoạt động vào ra dữ liệu trên chân GPIO. Bằng cách chúng ta thiết lập theo byte hoặc theo bit. Từ cái việc chúng ta phân tích phần cứng này thì chúng ta sẽ tiến hành đi
về lập trình và mô phỏng ghi đọc theo byte, theo bit. Thế lập trình mô phỏng ghi đọc theo byte, theo bit thì gồm có các cái bước. Thứ nhất, chúng ta cần phải nắm được cái khung chương trình lập trình đối với điều khiển PIC18F420 trên trình biên dịch MPLAB IDE. Bước thứ nhất, chúng ta cần phải khai báo thư viện định danh phần cứng. Bước thứ hai, chúng ta cần phải cấu hình cho video khiển. Cấu hình như nãy chúng ta đã phân tích, mạch reset chúng ta sử dụng chế độ nào, bộ tạo dao động chúng ta sử dụng chế độ nào. Thứ nhất, đây, bộ tạo dao động chúng ta thiết lập ở chế độ HS. Chúng ta thiết lập bằng câu lệnh OSC bằng HS. Thứ hai, chúng ta thiết lập chân reset sử dụng khi reset bằng nguồn và reset khi chúng ta nhấn nút bằng cách thiết lập MCLRE bằng ON. Tiếp theo, để cho an toàn trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta tắt Quack Dog Timer nếu như không sử dụng. Thiết lập câu lệnh LVP bằng OFF để trong quá trình khi chúng ta sử dụng, chúng ta dùng cái nguồn của mạch nạp, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc là khi bạn lập trình điều khiển cái chân RB5 của video khiển. Sau đó, chúng ta sẽ khai báo các biến, khai báo cấu trúc, viết các hàng số, các chương trình con. Ví dụ như chúng ta khai báo biến X hoặc khai báo biến mảng, viết chương trình con. Một chương trình thì bao gồm hai dấu ngoặc móc và viết các câu lệnh ở phía bên trong nó. Tiếp theo, viết chương trình chính. Chương trình chính giống như chương trình con nhưng có cấu trúc là hàm main. Trong một chương trình vi điều khiển chỉ có một chương trình chính. Sau khi chúng ta phân tích thì đây là toàn bộ một cái khung chương trình cơ bản đối với lập trình cho PIC18F420 trên MPLAB IDE. Sau khi chúng ta nắm được cấu trúc lập trình với video khiển PIC18F420, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ví dụ số 3. Mạch điện gồm 4 nút nhấn BTN1 kết nối với chân RB3, một led đơn D1 kết nối với chân RB7. Khi lập trình nhấn nút BTN1 thì led D1 sáng, khi không nhấn BTN1 thì led D1 tắt. Khi không nhấn nút thì chân RB3 bằng 1 bởi vì có điện trở treo lên dưới nguồn. Khi nhấn nút thì chân RB3 bằng 0. Muốn điều khiển led sáng thì chân RB7 phải xuất mức logic 1. Muốn điều khiển led tắt thì chân RB7 phải xuất mức logic 0. Như vậy, nếu chân RB3 bằng 0 thì RB7 bằng 1. Ngược lại, RB7 bằng 0. Các cái chân chiều vào ra dữ liệu từ port A đến port E thì nó còn tích hợp thêm các cái chân đầu vào tương tự. Mặc định khi chúng ta không thiết lập gì thì nó sẽ là đầu vào tương tự. Trong bài này chúng ta sử dụng các chân GPIO là đầu vào ra số, tức là xuất mức logic 0 hoặc 1 hoặc nhập mức logic 0 hoặc 1. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng câu lệnh AD1 bằng 0x0F đối với các chân có ký hiệu là ANX, x bằng 0 cho đến 12. Các cái chân ANX khi thiết lập là chiều vào số thì chúng ta cần phải thiết lập câu lệnh AD1 bằng 0x0F. Các chân này thì nằm ở trên port A, B và E. Sau khi phân tích xong bài toán, chúng ta cùng nhau đi lập trình. Trước tiên chúng ta viết chương trình theo bit. Đó là chúng ta thiết lập chân RB3 là chiều vào bằng cách thiết lập bit cheat B3 bằng 1, chân RB7 là chiều ra, thiết lập cheat B7 bằng 0. Chú ý đối với các port ABE có chứa các chân ANX thì phải thiết lập câu lệnh AD1 bằng 0x0F. Khi nhấn nút
thì chúng ta sử dụng hàm điều kiện. Nếu như chân RB3 bằng 0 thì led sáng, ngược lại thì led tắt. Đối hàm điều kiện if này thì các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sử dụng điều kiện so sánh bằng. Trong cách thiết lập theo bit này thì chúng ta có một cách nữa, đó là chúng ta sử dụng cái câu lệnh define để định nghĩa các chân. Định nghĩa chân led, định nghĩa chân BTN1, và khi chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ dùng là BTN1 bằng bằng 0 thì led 1 sáng, ngược lại led 1 tắt. Trên thực tế chúng ta thường hay sử dụng cách khai báo như thế này để cho chúng ta tránh bị nhầm lẫn trong trường hợp chúng ta sử dụng nhiều led, nhiều nút nhấn hoặc sử dụng nhiều đối số khác nhau. Cách viết thứ hai trong cái bài lập trình này, chúng ta có cách viết theo kiểu bài. Viết theo kiểu bài là trong một thời điểm chúng ta cùng xuất ra 8 bit dữ liệu trên một port. Ví dụ như đối với port B thì chúng ta chỉ cần thiết lập là chip B bằng 0B00001000. Tương tự như vậy, khi chúng ta đọc dữ liệu thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta đọc theo kiểu byte thì chúng ta chỉ lấy duy nhất một bit. Ở đây chúng ta lấy kiểm tra dữ liệu ở chân RB3. Do vậy, chúng ta cái bit tương ứng ấy, chúng ta end với 1. Ngược lại, ở các cái chân mà chúng ta không sử dụng ấy thì chúng ta end với 0. Đây người ta gọi là che bit. Và khi chúng ta nhấn nút thì trạng thái x ở đây sẽ có trạng thái bằng 0 và chúng ta xuất dữ liệu theo kiểu byte thì đồng thời chúng ta xuất ra cả cái port B. Và ngược lại, led tắt thì chúng ta thiết lập giá trị như này. Hoặc chúng ta có thể thiết lập theo kiểu hexa. Đây là mạch điện của ví dụ 3. Thì thiết lập ở trên phần mềm Protus. Trong mạch điện này thì các bạn có thể giảm thiểu đi cái khối mạch reset, khối mạch tạo dao động. Khối mạch reset chúng ta chỉ cần nối một con trở 10K đưa vào chân số 1. Nút nhấn chúng ta kết nối chân RB3, led chúng ta kết nối với chân RB7. Chương trình được thiết lập theo kiểu bit giống như nãy chúng ta đã phân tích. Thì sẽ tiến hành biên dịch chương trình. Sau đó chạy thử. Các em quan sát, khi ta nhấn nút thì led sáng, khi không nhấn thì led tắt. Trong phần mềm Protus thì khi ta ở trạng thái mức 1 thì cái tín hiệu ở chân vi điều khiển nó là màu đỏ, còn trạng thái bằng 0 thì nó là màu xanh. Như vậy chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu kiến trúc phần cứng của vi điều khiển PIC 18F4520, lập trình ghi đọc trên các chân vào ra đa năng GPIO. Đối bài học này thì các em cần nhớ, thứ nhất, khái quát về vi điều khiển PIC, các tài nguyên liên quan đến vi điều khiển PIC trong phần kiến trúc phần cứng, các chế độ hoạt động của mạch reset và cái mạch chúng ta thường hay sử dụng, đó là mạch reset trên chân MCLR và reset khi bật nguồn. Các chế độ hoạt động của bộ tạo dao động. Lưu ý chế độ chúng ta thường hay sử dụng đó là chế độ tạo dao động HF thì cần phải thiết lập những thông số gì. Tiếp theo, các cổng GPIO và các thanh ghi liên quan thì chú ý là chúng ta có bao nhiêu cổng GPIO, các thanh ghi liên quan đối với cổng GPIO này cần phải thiết lập như thế nào. Nắm được các bước lập trình, mô phỏng ghi đọc theo bit và theo byte. Sau bài học này, các em cần trả lời câu hỏi trắc nghiệm và lập trình mô phỏng lại các ví dụ của bài học. Và đọc cái phần đề cương thầy đã gửi cho các bạn để tìm hiểu rõ hơn, chi tiết hơn
về cái bài học này. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em vào buổi học trực tiếp